Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe đạp thể thao An Tâm. Và sau rất nhiều ngày cháy hàng hết hàng thì hiện tại bên đại lý xe đạp thể thao An Tâm đã cập nhật về thêm cái bảng xe hoài cổ R9, một bảng xe touring cực kỳ là đẹp. Và cũng tiện đây báo với các bác một tin cực kỳ là vui, đó là để chào mừng sự quay trở lại của cái bảng R9 này, bên em giảm trực tiếp 1 triệu đồng cho một bảng R9 này. Bác lại yêu thích bảng này, hãy ở lại xem hết video của em. Sau đây em sẽ tiến hành đập hộp, sau đó cũng như là review báo giá ở cuối video các bác ơi. Và ngày hôm nay đã cập nhật được đủ bảng màu của R9 check cho các bác rồi ạ. Bác nào quan tâm hãy ở lại xem hết video của em. Sau đây em sẽ tiến hành đập hộp lắp dựng ngay cái bảng R9 này mọi người nha. Đó, xe bên em gửi đi chỉ đang nguyên đai nguyên kiện cái thùng như thế này. Nhận hàng bác kiểm tra xe, thanh toán tiền trước khi toán, yên tâm thêm ạ. Đây ạ, xe thì mở ra được bọc rất là cẩn thận mọi người yên tâm, các bác ở đâu em cũng ship hàng toàn quốc. Đó, một màu rất là đẹp của bản R9 mọi người ơi. Đây ạ, màu rất là đẹp luôn, màu này sẽ là màu đỏ bác nha. Nó sẽ là cái mối hàn, sẽ là mối hàn vảy cá rất là đẹp luôn ạ. Cổ lái và phần pô tăng nhôm cũng sẽ được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và sẽ là đèn nhôm nguyên bản màu trắng rất là đẹp, rất là sáng luôn ạ. Và trang bị cho các bác là cái phản quang cả trước và sau đi trời tối rất là an toàn và bộ đè số của Shimano Cradic. Và bản này thì nhìn dáng xe rất là hoài cổ và cái đệm mút yên là một này, và cái đệm mút mà theo cái phần pô tăng nhôm ấy cũng sẽ là được làm từ da và màu lâu rất là đẹp, nhìn dáng rất là hoài cổ luôn. Và tay phanh được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, rất là cao cấp luôn. Và phanh trước phanh sau thì sẽ sử dụng là phanh vành đấy ạ. Phanh vành là bản phanh thì có rất nhiều ưu điểm đúng không ạ, được các bác ưa chuộng rất là nhiều đối với những xe có sử dụng phanh vành như này. Và bản này trang bị các bác là cổ lái này và cái chắn bùn trước sau này, vành này, Mayer được làm từ nhôm nguyên bản, nhìn rất là sáng luôn. Đó, mọi người nhìn kỹ cho em, nhìn rất là sáng, chi tiết rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đó, và có trang bị phản quang bánh cả trước và sau, đi trời tối thì cực kỳ là an toàn luôn. Lốp bản này sử dụng lốp là 700x28C, một bản lốp rất là lý tưởng luôn đó ạ. Và trục thì đùi đĩa làm từ nhôm đó. Bộ chuyển động sẽ là một đĩa trước và 9 tầng đĩa ở phía đằng sau. Bộ đè số đây, chuyển níp được đến từ Shimano Cradic, rất là cao cấp đúng không ạ. Bản này chỉ có một đĩa thôi nên không có bộ chuyển đĩa, mà nó chỉ có đè số và chuyển níp thôi, được đến từ Shimano Cradic rồi. Và theo xe có sẵn một chiếc cáp baga rất là to, chắc và khỏe. Các bác vừa có thể có xe đi tập thể dục này, vừa có xe chở đồ, chở cháu đi rất là tiện lợi luôn. Và phản quang trước và sau đây ạ, có trang bị phản quang trước và sau, đi trời tối thì cực kỳ là an toàn luôn. Và yên xe, mọi người nhìn kỹ cho em, phối rất là đẹp luôn ạ. Cái bản này phối màu nhé, phối màu cái yên da xe với lại cái màu kia nhìn rất là đẹp, trở lên cái đám kia nhìn rất là hoài cổ luôn. Bản này thì theo xe có sẵn một chiếc chân trống đấy ạ. Chân trống có sẵn theo xe, được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và chân trống thì được để nguyên bản nhé, nhôm sẽ là nhôm chân nguyên bản, nhìn rất là đẹp luôn. Và bản này hiện tại em đang cập nhật được 3 màu cho các bác lựa chọn. Màu trên video này sẽ là màu đỏ ạ, một màu rất là đẹp luôn. Và ngoài ra thì có thêm màu hồng kem đấy ạ, đây sẽ là màu hồng kem đó, một màu cũng rất là đẹp luôn của bảng R9 check. Đây sẽ là màu hồng kem, về cấu hình thì vẫn giống cái bảng mà em vừa giới thiệu thôi, nó chỉ khác nhau về bảng màu thôi. Và màu tiếp theo sẽ là màu nâu cà phê đây ạ. Đây sẽ là màu nâu cà phê, một màu cũng rất là đẹp luôn của bản R9 check. Vậy là bản này em đã cập nhật được đủ 3 màu cho bác lựa chọn rồi. Màu nào cũng rất là đẹp, với cấu hình cực kỳ là ngon. Và cũng báo với bác một tin rất là vui luôn, bản này đã được trợ giá giảm giá cực kỳ là sâu, giảm tận 1 triệu đồng trên một bản xe Line R9 này. Giá bản này sẽ là 6 triệu đồng, nhưng hiện tại giảm chỉ còn có 5 triệu đồng thôi. Vẫn được miễn phí ship vận chuyển và vẫn tặng cả kèm quà tặng như bình thường. Đó, một tin rất là vui. Và bác nào mình quan tâm, yêu thích cái bản Line R9 này mà chưa mua được, chưa xuất được, đang chờ hàng, thì hiện tại đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để các bác có thể là chốt cái bảng xe này, bởi vì em đã về
màu. Và như vậy đã về đủ 3 màu rồi và còn được giảm giá, giảm rất là sâu, giảm tận 1 triệu đồng trên một xe. Bác nào quan tâm, yêu thích cái bản Nider 9 này, hãy liên hệ cho bên em. Số điện thoại thì em luôn để góc phải màn hình. Số đó của em có Zalo, sẽ được đội ngũ tư vấn viên bên em kết nối trực tiếp Zalo với các bác, gửi chi tiết cấu hình, gửi bảng màu cho bác có thể lựa chọn được những cái màu bác có ưng ý nhất, yêu thích nhất ạ. Và video của em thì xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào tất cả.